Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo trên kênh của mình. Kênh của mình là quay về ẩm thực các bạn nhé. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay về một món ăn. Đó là hôm nay thì mình sẽ làm, mình đang ăn cháo các bạn, nấu cháo vịt ăn. Và vịt thì mình cần phải chấm muối. Thì bây giờ mình sẽ làm muối chấm các bạn nhé. Muối để chấm thịt vịt. Thì mình làm muối thì cách mình làm như sau. Đó là mình sẽ dùng ớt, muối hạt, mì chính, hạt tiêu, một quả tắc và hành, ngò gai các bạn nhé, bông ngò gai mình đâm vào đó nó thơm các bạn nhé. Đó, và hiện tại thì mình đang đi ngắt bông ngò các bạn nhé. Đây, bông ngò đây các bạn nhé, ngò này nhà mình trồng. Đó, mình sẽ đâm cái bông ngò này vào đó thì nó rất thơm các bạn nhé. Đây các bạn, ok, mình cần từng này bông ngò thôi. Bây giờ thì mình sẽ đi ngắt quả tắc các bạn nhá. Đây các bạn, đây là cây tắc của nhà mình. Thì cây tắc thì nó rất là nhỏ các bạn, nhưng mà mình nhỏ thì mình vẫn sẽ vặt, mình sẽ vặt một quả này các bạn nhá. Quả tắc này là mình để lấy mùi thơm các bạn nhá, chứ không phải mình làm nó chua đâu. Quả này không còn được đâu các bạn ạ, nhỏ quá. Mình chỉ lấy cái mùi thơm của tắc nên nó ăn rất là ngon các bạn nhá. Rất là ngon. Còn đây là ớt các bạn này, cái ớt cái nhà mình sẽ vặt vài quả có cay ngon các bạn nhá. 1 đấy, 2 3. Ớt cay đây thì nó không cay lắm đâu các bạn ạ, ớt cay đây các bạn. Đó, như vậy là mình sẽ chuẩn bị từng này các bạn nhá, tí nữa vào làm thì mình sẽ quay lại các bạn xem sau. Ok các bạn nhá, như vậy là mình đã chuẩn bị xong nguyên liệu và bây giờ thì mình sẽ tiến hành làm món làm muối các bạn nhá. Đấy, đây các bạn sẽ quay các bạn xem này. Đây, nguyên liệu là có ớt này, ớt xanh và ớt chín, có bông ngò, có một quả tắc và có muối, mì chính và hạt tiêu các bạn nhé. Mình chỉ cần từng đó thôi. Đấy. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành làm các bạn, tiến hành sẽ làm nhé. Đây các bạn này, đầu tiên là ớt là mình cắt đôi ra để mình đấm nó dễ nạt các bạn nhé. Đấy. Đấy. Còn ớt này là ớt hiểm á, mình không cần phải cắt, nó chín rồi mình đâm người nó bay luôn. Đó. Sẽ bỏ thêm một quả nữa. Các bạn. Đây là bông ngô các bạn nhé. Đó. Bây giờ thì mình bỏ một ít muối. Đấy. Muối các bạn. Tiếp theo là mì chính. Ok các bạn. Rồi. Và bông ngò, mình bỏ bông ngò vào. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành đâm cả bạn nhé. Mình sẽ tập trung bên góc này mình đâm ớt và bông ngò nó nhuyễn cái đã. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy. Mình sẽ đâm đây các bạn nhé. Như vậy là mình đã làm xong cái muối chấm này. Muối này thì chấm rất là ngon các bạn nhé, theo cái vị của mình rất là ngon, chấm bất cứ các loại gì luôn, thịt gà, thịt vịt, chấm ổi đồ, chấm bưởi đồ là rất là ngon các bạn nhé. Các bạn nhìn này, rất là hấp dẫn nhé các bạn. Đó, mình rất là thơm các bạn nhé. Mình sẽ lấy cái đũa mình chấm này, mình thử cái vị các bạn nhé. Rất thơm, một cái thơm mùi bông ngò, thơm mùi quả tắc. Đấy. Ngon các bạn nhá.
Và mình sẽ kết thúc video này nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào các bạn.